Sau đây là thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tính từ 15 giờ ngày 25 tháng 3 đến 15 giờ ngày 26 tháng 3, Ninh Bình ghi nhận 761 ca bệnh xác định mới, giảm 239 ca so với ngày trước đó. Trong đó có 753 ca mắc tại cộng đồng và 8 ca mắc trong khu phong tỏa. Có 2.134 ca bệnh đã điều trị khỏi và xuất viện trong ngày 26 tháng 3.